Mời các bạn nhé, nhìn nó giòn tan này. Kéo lại trồi bố lưỡi vào đấy đéo giúp được ra. Ỉa học. Con gái vừa đánh giấc ngủ lo mòng giờ mới ra vả cái con cá này. Vừa về cho lợn ăn. À, về cho lợn ăn à? Dọn trứng lợn, làm gì được ngủ như ai kia. Làm bao việc. Gắp ấy, gắp bè to và cá này nó dai thịt gắp bé. Thôi. Chúng ta ăn đi. Anh ơi. Coi cá này mang về đã to lắm. Lật nó lên không không á. Nấu cám cho mẹ xong rồi hả? Con mới sủi ra bao. Sủi sao nó vùi giò cái này xong. Thế này được rồi, ấm lòng. Bèo đấy. Đấy gì? Đây cái mặt này ngon nhỉ? Đi xe tay ga về mà cất vào trong nhà xong mình. Con không về nữa đâu, con đi về nhà con đây. Thế bây giờ mình chở xong xe về. Thế mẹ không đi được. Thế tự nhiên mình lấy xe đi đây. Thế đây cháu đi về, cháu đem về. Trời đánh tránh đến ăn để nó chấm nốt. Cháu đi xe đạp điện. Ăn hết đã. Mày đi xe đạp điện, mày ra đây ai đi xe đạp điện mày ra đây. Giờ cháu đi xe đạp điện mà. Thế mà bỏ ai kèm xe máy mà. Cháu tưởng cháu kèm. Tôi để tí tận trong bạn rồi. Để nó ăn đi. Để nó ăn nốt ăn. Ôi giời sớm muộn gì có 5-10 phút cứ từ từ là trời đánh tranh miếng ăn. Không chấm không ngập muối mà mới chấm thế thì ăn nhạt đẹp à? Trèo đi. Không ăn à? Chán à? Nhà cá không ăn chán nhỉ? Không thấy xe à? Không, để đây mất xe. Xe gì? Mất xe à? Đi làm đầu mất xe còn nó chả. Mất là đúng. Đấy gì ngon chưa các bạn nhìn thấy không? Đặc đúng đặc sản. Đặc sản cá chép mỏ. Cá chép đồng. Gì ăn vầy giòn tan nghe nghe tiếng kiểu sọt. Vẫn ấp cái miếng này nó mới gọi là đồng cá chép sấy. Nếu nó khô cũng ngon đấy. Đấy, đấy giờ rồi bố ơi, được mới ngon được rồi. Thịt ui. Đấy. Cắn theo khóa xe à? Cắn theo khóa không lấy hương rồi. Xe máy à? Vừa lấy ra đây bằng năm túi rồi. Xe máy ở. Xe máy ở tím. Này chú cho chị ăn cái đấy đâu lắm mỡ. Ăn. Mày ăn đi. Mời các bạn nhé, nhìn nó giòn tan này. Rồi bố lưỡi vào đấy đéo giúp được ra. Ỉa học. Như cá sấy ấy. Ngon lắm. Đây, cho một tí kìa. Đây nhìn nhá. Các bạn nhìn. Các bạn nhìn cái mặt nó vỡ ra nó vàng ươm này. Đây, nhìn ngon này. Như mình miếng thịt trâu.